về cá phóng sành, phóng phá cá phóng sành nè, cá phóng sành mình nên thả cá như vậy nè, bực chờ bá luôn, nè họ nó bơi hết từ đây, đây cũng có một con nè, cá lóc nè. Thấp bự vậy nè. Này này cá lóc không? Hồi nãy nhiều lắm. Đó, nãy 4 5 con á, đó. Đó, con này nó mới ấy rồi, nó không có lặn. Ủa. Nó cũng bơi vô cống hết à. À nè trong cống nè. Trời ơi trong cống quá trời luôn kìa. Ở dưới kìa. Bơi vô cống nè. Đó 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 đó, thấy không, bơi lên nè. Kìa, trên đây nữa nè. Mấy cá lóc bông luôn nè, cá lóc bông luôn đẹp ghê. Đốt nha. Cá lóc bông bơi trên nè. Nó vô đây nhiều lắm. Thằng nào mà lấy lưới nó vớt này nó vớt hết. Đó, cá bự mà. Quần chài không phải cái quần chài nè, cái ba cái rác này nè, còn cái mấy bịch đó là bịch cá quần chài nãy em... nó một xô ốc nữa, tính ra bắt mấy con ốc bỏ vô kia mà ốc nó, ốc chắc lặn hết xuống à, không ốc thả nước cái nó chìm hết à. Phiên xíu. Rồi rồi. Bự. Cá này đâu sống nổi. Thả xuống này sốc nước hết. Ngốc mà ấy. Nước hết. Còn lóc bông, cá lóc bông. Con cá này nó không có ăn là nó cũng chết rồi. Thấy không xanh nè. Mấy ông nội này không quăng chài nè. Mấy con nó bơi vô đây.